Tôi hy vọng là sau cái ví dụ, những cái hai cái ví dụ vừa rồi á, tụi em sẽ hiểu được hơn á, về một cái đối tượng để chúng ta đi điều khiển là như thế nào ấy. Cái chúng ta mong muốn của một cái đối tượng điều khiển ấy, sẽ là cái output. Hãy luôn nhớ điều đó. Cái output là cái mà chúng ta cần phải điều khiển nó nhất. Chúng ta sẽ thay đổi những cái input để làm sao đó cho ra cái output như những gì mà chúng ta mong đợi. Vậy thôi. Nó có thể rất rất nhiều định nghĩa, nó hơi phức tạp, hàn lâm một chút xíu. Nhưng mà đó nó là một trong những cái định nghĩa mà tôi có thể cho các bạn là nó khá là dễ hiểu. Ok. Tiếp theo là mình nhìn một chút xíu nha. Nếu như cái đây là cái đối tượng điều khiển này tụi em, đối tượng tụi em đi điều khiển input và output, thì mình có thể trong cái sơ đồ khối của mình nhé, sau này mình xét hay là xài là tôi xài một cái chữ P tôi đại diện, nó có thể là plan, nó có thể là process, nhưng mà đây nó sẽ là đi cái đối tượng trực tiếp mình đi điều khiển. Vậy thì chúng ta không thể nào chúng ta đi điều khiển cái đối tượng này trực tiếp được hết. Thông thường chúng ta phải đi điều khiển nó qua một cái mà chúng ta sẽ gọi là chữ A trong cái hệ thống này, chúng ta sẽ gọi nó là actuator, cơ cấu chấp hành. Giả sử thầy không thể nào đi điều khiển đi được cái nhiên liệu của cái động cơ được hết, thầy phải thông qua một cái actuator, đúng không em? Thầy không thể nào đi điều khiển fuel được hết, bản thân cái hộp nó không thể điều khiển fuel được, nó phải thông qua một cái actuator là cái gì? Cái gì? Alo? Cái lớp mà theo dõi chứ hả? Bấm ga. Nè. Trời ơi, fuel mà thông qua bướm ga. Hả? Phun. Ừ, em đi điều khiển kim phun nè. Làm thế nào để em có thể điều khiển được e và em? Mà điều khiển bướm ga. Đúng không? Làm sao có thể điều khiển được spark em? Vậy cơ cấu chấp hành là gì? Hả? Sẽ là thông qua gì? Igniter. Buji, ok không? Compressor thì mình đã mặc định trong cái thiết kế của mình rồi. Như vậy á, cái bộ điều khiển á, mình sẽ ký hiệu là chữ C, bộ điều khiển nó không thể nào đi trực tiếp với điều khiển đối có đối tượng được em, mà nó sẽ phải thông qua một cái cơ cấu chấp hành. Giống như trong trường hợp thầy cho em tự làm một cái DC đây nè, cái DC motor này nè, em bảo là em điều khiển đồ rộng xung, nhưng mà nó còn một cái cơ cấu chấp hành ở giữa, em biết là cái gì không? Giả sử em lấy cái Arduino em viết chương trình để em điều khiển nó, nhưng em đâu có nối dây trực tiếp của hai cái dây này được, bởi vì cái dòng ra của Arduino rất là nhỏ. Vì vậy em cần một thứ mà em sau này em có thể em gọi là hard bridge, em gọi một cái hard bridge chính là một cái mạch công suất, mạch công suất để em đi điều khiển cái động cơ này có thể tới lui đảo chiều như thế nào đó. Mặt công suất cơ bản nhất là các bạn hay thấy cái mạch này nè, đó chắc các bạn đã từng thấy rồi. Có phải là em đem cái Arduino của em kết nối với cái hub bridge này không? Cái này là sử dụng L298 này, thì đây là trong này nó tích hợp bốn con MOSFET ở trong này để nó điều khiển, nó là cái hub bridge ở trong này tích hợp. Thì có phải là cái dòng của Arduino, cái tín hiệu của Arduino rất là nhỏ đúng không? Điện áp đâu đó nó chỉ có khoảng độ là 5V thôi, nhưng mà em đi điều khiển cái động cơ có thể là lên tới 24V, 12V được, vẫn được, ok không? Thì đó là cái hybrid. Và rất là nhiều cái hybrid trên thị trường là có thể là các bạn đã làm rồi. Ok. Bộ controller sẽ biết được, controller mình kêu là chữ C. Controller sẽ biết được là cái design output của mình là mong muốn như thế nào. Design có nghĩa là mong muốn, cái đầu ra mong muốn như thế nào, thằng controller nó phải biết được. Mình phải biết được. Controller biết được, nó không đi điều khiển process trực tiếp, mà nó thông qua actuator nó đi điều khiển cái process để làm cho sau đó cho cái thay đổi này, nó thay đổi được cái output đầu ra này. Và nếu nó được thiết kế như sau thì cả thằng này thì gọi nó là open loop control system theo cái cấu trúc này. Như vậy
Mình quay lại cái định nghĩa mình đọc mà tụi em. An open loop control system thì utilize an actuating device. Một cái bộ điều khiển mở thì nó sử dụng một cái cơ cấu chấp hành. Actuating device là cái thiết bị để chấp hành. Mình có thể gọi nó là actuator. À, để làm gì? Để điều khiển cái process này directly, trực tiếp, without using feedback, không có sử dụng cái feedback nào cả. À, có nghĩa là tôi đi điều khiển nó trực tiếp luôn, mà không dùng feedback. Vậy thì một chút xíu nữa thì mình sẽ coi cái feedback này là cái gì. Ok. À, rồi, mình có một cái ví dụ của một bộ điều khiển vòng lập mở là như sau. À, tôi các bạn đợi xíu tôi ra đóng cửa cái. Rồi tụi em, thầy có một cái ví dụ cho tụi em như sau. À, đây là một cái bộ điều khiển, hệ thống điều khiển, xin lỗi. Là giả sử mình ở trong một cái phòng, mình có một cái bóng đèn. À, mà nhiệm vụ của chúng ta là điều khiển cái bóng đèn này nó sáng tắt. À, ok, ok. Vậy thì với những cái mà vừa rồi mà mình học á, thì tụi em có thể nói cho thầy biết rằng là nếu một hệ thống như thế này nè thì thằng nào là process được không, thằng nào là đối tượng điều khiển được không? Thằng bóng đèn chính là gì? Là chính là chữ P của mình trong hệ thống này nè, là process, là chính là đối tượng điều khiển. Đối tượng điều khiển có đầu vào em, có đầu ra. Đầu vào á, nó có thể nó on thì nó sáng, nó có thể nó off thì nó tắt. Ok không? À, sáng hoặc là tắt. Ok không? Như vậy á, đây chính là cái đầu ra của bóng đèn. Vậy đầu vào của bóng đèn là gì? Lớp phân tích cho thầy coi nào. Đầu vào của bóng đèn là gì? Cái gì sẽ tác động vào cái bóng? Bây giờ em được hỏi là cái gì sẽ tác động vào bóng đèn để cho nó có thể phát ra ánh sáng hoặc nó có thể không phát ra ánh sáng được? Chính là cái gì? Cái điện áp, chính xác. Voltage, điện áp. Em có thể cấp điện áp cho đó. À, vậy thì cái công tắc sẽ đóng vai trò như thế nào em? Công tắc giả sử mình có nút on, nút off này nè, nó sẽ đóng vai trò gì? Là một cái gì? Là một cái cơ cấu chấp hành. À, cơ cấu chấp hành. Cái cơ cấu chấp hành, nếu em nhấn off thì là điện áp của em sẽ là zero, nếu nhấn on sẽ là 220V AC. Ok không? À, sẽ là cơ cấu chấp hành. Với con người, vậy thì cái bàn tay, vậy controller là gì em? Dạ là tay mình. Tay trái tay phải? Dạ tay phải. Tay phải. Tay trái cũng được à? Hả? Cả hai tay. Cả hai tay không? Bây giờ không có tay, có bật được bóng đèn không? Em bảo đó là controller, là cái tay, nhưng không có tay có bật được bóng đèn không? Dạ được. Được, bật bằng gì em? Bật bằng chân ha. Không có chân có bật được bóng đèn không? Được. Bật bằng cái gì em? Đầu, giọng nói. Đó. Và lớp này rất là thông minh, có đứa đập đầu vô công tắc nè, thấy không? Rồi, rất là tốt, đập đầu vô công tắc. Vậy thì, thực ra vậy thì cuối cùng là không có cái gì mình mới không mà được tắt được bóng đèn á. Không có mình này. Không có mình, thực cụ thể ở đây á, chính là không có cái bộ não của mình. Vậy thì cái bộ não của mình á, thực chất nó mới là cái controller. Tay và chân vẫn chỉ là những cái câu chấp hành thôi. Ok không? À, vậy thì, nhưng mà mình nói bộ não thì nó nghe nó ghê quá em. À, ở đây mình sẽ nói là con người nha em. Con người, mình nói chung là một từ con người đi. Con người sẽ tác động vô công tắc. Công tắc nó sẽ ra hai cái tín hiệu là có điện hoặc là không có điện, điện áp ấy. À, từ có điện hay không có điện đầu vào cho cái bóng đèn thì bóng đèn sẽ phát ra là sáng hay là tối. Ok không? À, đó là cái cả cái quá trình bộ điều khiển của mình, đó, bộ điều khiển mở em.
con người em muốn như thế nào, em muốn gì, em muốn bật đèn, em muốn sáng thì em tác động cái công tắc nút on thì cái đèn nó sẽ sáng, em muốn tối ha, thì em tắt cái đoạn boot off thì lập tức nó sẽ tối, nó sẽ tắt. Ok à, cả cái quá trình như vậy nó sẽ gọi là open loop. Cái quá trình thứ hai sẽ là cái việc mà em đi điều khiển cái tivi à, cái tivi là cái đối tượng của em cần điều khiển. Mục đích điều khiển của em sẽ là em chuyển kênh 1, 2, 3 để em xem, giả sử đá banh để xem phim gì đó à, em tác động với cái tivi bằng cách nào, em bây giờ em tác động remote thông qua cái remote. Như vậy á, remote sẽ là cái cơ chấp hành để tác động cái đối tượng của em à. Còn em muốn kênh gì á, đó bản thân em con người á, chính là cái bộ controller, em muốn kênh nào lập tức em nhấn số đó thì nó sẽ tác động với tivi. Ok, đây là cái máy dập à. Cái máy dập này á, không phải là cái máy dập mà mình hay thường thấy ở Việt Nam à. Cái máy dập mà nó là trong cái ví dụ open loop này nè, là không phải là cái máy dập mình thường thấy ở Việt Nam. Cái máy dập này nó thường bố trí ở cái những cái ký túc xá hoặc là những cái phòng tập thể của nước ngoài à. Cái máy dập này nó hoạt động như sau. Em giả sử em cho một đồng xu vào, nó quay cho em 20 phút, 30 phút. Em cho hai đồng xu vào, nó quay cho em 1 tiếng đồng hồ. Ok không à, nó chỉ hoạt động với mức cái kiểu đơn giản như vậy thôi. Em nhét đồng xu vào thì nó quay em 30 phút, nhét hai đồng xu vào nó quay em 1 tiếng à, nhét ba đồng xu vào nó quay em 1 tiếng rưỡi à, nó khác hoàn toàn với cái máy giặt ở nhà mình. Xíu nữa thầy sẽ nói ở chỗ nào à. Rồi như vậy á, ba cái ví dụ trên á thì thầy đã cho các bạn là một cái ví dụ về close loop. Ok à, về open loop. Tương tự như xe ô tô của mình nè, có phải là cái hệ thống điều khiển cái power window system, là nó điều khiển nâng hạ kính ấy, là em đi điều khiển cái DC motor. Em đi điều khiển DC motor cách là em tác động một cái công tắc, nhấn nó lên thì nó lên, nhấn nó xuống thì nó xuống à. Ok không? Rồi vậy bây giờ thầy cho em một cái câu hỏi nè, thầy cho em một cái câu hỏi. Mình sẽ quay lại cái bài toán. Câu hỏi này là nó sẽ là cái bước chuyển tiếp giữa hai hệ thống ha. Vậy thầy sẽ cho em một cái bài toán là mình vẫn giữ cái bài toán là mình sử dụng cái hệ thống mà bật tắt một cái bóng đèn. Như ở trên đó, mình nói hệ thống bóng đèn của mình là cái vấn đề về đây là một hệ thống mở. Mình điều khiển một cái bóng đèn trong cái phòng. Ok không? Nhưng bây giờ á, tôi không đặt cái bóng đèn nữa, mà tôi đặt cái bóng đèn ngay chỗ cái cổng trường sư ở kỹ thuật em. Em đi vô trường tôi đặt cái bóng đèn ngay vậy đó. Ở bên này là cái chữ UTE nè đó, cổng trường đó. Thì tôi đặt cái bóng đèn ngay chỗ này nè. Vậy vì sao? Cái bóng đèn thì đặt cổng trường, nhưng cái công tắc á, thầy lại đặt ở đâu đó trong ví dụ trong một cái căn phòng ở trong khu A thì chẳng hạn, trong cổng bảo vệ phía trong thì chẳng hạn à, cái switch thì đặt ở đây. Ok không à. Như vậy á, cái đối tượng điều khiển của em nằm đây, cái công tắc của em vẫn nằm đây à, giả sử đây con người đi à, con người của anh đứng thế này đi, thầy vẽ hơi nhanh nữa đó à, con người của anh thế này đi à, con người của anh vẫn là một controller nằm đây. Hệ thống ở trên này nó đâu khác gì hệ thống ở dưới này đâu. Nhiệm vụ của ngày hôm nay á, của mình á, sẽ là 7 giờ sáng. Mình ra mình off cái bóng đèn đi. Và tầm 7 giờ tối thì mình on. Bật cái bóng đèn cho nó sáng. À. Thì nó vẫn hoạt động như cái vấn đề cái hệ thống open loop. À. Là sao? Là cứ 7 giờ tới mình ra cái phòng bảo vệ mình nhấn nút on. 7 giờ tối á, mình nhấn nút on. 7 giờ sáng mình ra mình nhấn nút off. Bài toán này nó không khác gì với cái bài toán mình để cái bóng đèn chung một cái phòng hết. Đúng không các bạn? Không khác gì hết, nó vẫn là open loop. Nhưng trong cái bài toán này nè, mình sẽ phải đặt một cái câu hỏi. Nếu mình mua cái bóng đèn ra, mình di chuyển cái bóng đèn ra ngoài cổng trường đó, mình sẽ đặt một câu hỏi là liệu rằng ngày hôm nay tôi nhấn nút on để tôi bật đèn, thì liệu rằng cái bóng đèn nó có sáng hay không? À. Liệu rằng tôi tắt cái bóng đèn
liệu cái bóng đèn có tắt hay không. Chúng ta sẽ mới đặt một cái câu hỏi đó cho ngày hôm nay. Đó. Vậy thì làm thế nào để biết được cái bóng đèn sáng hay cái bóng đèn tắt đây? Làm thế nào để biết cái bóng đèn sáng hay cái bóng đèn tắt? Đi kiểm tra là Ok. Chạy tới đây, đi kiểm tra cái trạng thái của bóng đèn coi nó sáng hay tắt, xong chạy về. À, giả sử nó chưa bật, ok, nhấn nút nút on cho nó bật. Nhưng mà tôi thấy chạy đi mệt quá em. Phương án thứ nhất là tự chạy đi kiểm tra. Tự chạy đi kiểm tra. À, nhưng mà tôi thấy mệt quá. À, vì giả sử tôi đang đang ở trong lớp này, tôi nhờ em nào đó đi, em Nguyễn Văn A đi. À, em Nguyễn Văn A chạy đi giùm tôi, nhờ người đi kiểm tra. Bây giờ em nhờ người đi kiểm tra, em nhờ một lần được, em nhờ hai lần được, nhờ lần thứ ba nó giận em. Em bảo nhờ hoài vậy, em thầy Hiếu nhờ hoài vậy, ghét. Nó ra cổng trường xong nó vọt về luôn, nó không có quay lại đây nữa. Không có quay lại đây nữa. Thì có được không em? Thì cũng như không, không được. À, mà nó phải quay lại đây nó báo, à thầy ơi cái bóng đèn nó sáng rồi, cái bóng đèn nó tắt rồi. À, tôi biết ngay, tôi có cái khác đó là cái ông bảo vệ ông lúc nào ông ngồi cổng trường hết, vì vậy tôi gọi là phone cho bảo vệ vậy. Tôi nhấc điện thoại lên tôi phone cho bảo vệ. À, tôi gọi là chú ơi, cái bóng đèn nó sáng chưa? À, nó chưa sáng, quyền nhấn nút on. Rồi còn cách nào khác không? Mà ông bảo vệ nhiều lúc ông hỏi quê quá em, ông cúp máy luôn, ông không trả lời gì hết. À, thì cũng không được. À, còn cách nào khác không? Gắn camera. Lớp nào cũng có một cái nhân vật gọi là xuất chúng hết. À, là em ra ngoài em mua cái camera khoảng độ 1,5 triệu em. Em chĩa thẳng vô cái bóng đèn này nè. À, em camera nè, à, em chĩa thẳng vô cái bóng đèn này em coi, rồi em dẫn từ cái camera nè, nó dẫn một cái dây để về em gắn cho cái tivi ở cái phòng bảo vệ á, phía trong á. Đó, để em coi là cái vấn đề là coi cái đèn nó sáng hay không. Đây là phương án mà tốn tiền tốn của ấy, nhưng mà nó vẫn là đúng nha, nó vẫn là đúng nha, nó vẫn là một giải pháp, để mặc dù giải pháp thì tốn tiền đấy. À, vậy thì những thứ Tân nói, hoặc là thầy có một cái giải pháp nó dễ hơn em. Ở dưới này thầy mới gắn một cái light sensor em, và thầy cũng đưa về cái bộ điều khiển ở trong trong này. Ok không? Ok không? À, vậy thì hoặc là light sensor cảm biến ánh sáng á. À, vậy thì từ nãy tới giờ á, chúng ta luôn luôn nhắc đi cái khái niệm rằng là chúng ta nhờ ai đó đi đi kiểm tra rồi cũng phải về đây. À, chúng ta gọi điện thì ông bảo vệ cũng hồi tiếp về đây, phản hồi về đây. Chúng ta đưa camera rồi chúng ta cũng phải đưa về đây, và chúng ta đưa light sensor rồi chúng ta về đây. Chẳng qua á, là trong cái ví dụ này thầy đang đưa cho các bạn một cái làm thế nào để các bạn biết được cái trạng thái của cái đầu ra của các bạn. Thì cái quá trình này nè, mình sẽ có một cái tên gọi cho nó là mình sử dụng cái từ là feedback. Ok không? Đây sẽ là cái khái niệm của feedback. Feedback là gì? Feedback là trong cái hệ thống điều khiển mở. Trong bộ điều khiển mở, làm thế nào đó chúng ta có thể đưa cái tín hiệu này nè, ngõ ra này làm thế nào đó chúng ta đưa cái tín hiệu ngõ ra này đưa về cho cái bộ controller, thì cả cái đường này nè mình sẽ gọi nó là feedback. Ok không? Đảng này đưa ra controller mình gọi là feedback. Trong tất cả các máy móc hệ thống á, thì chúng ta có một cái thiết bị để giúp chúng ta có thể feedback được cái đầu ra trạng thái của cái output này là cái gì em? Chúng ta sẽ đặt ở đây. Cái gì? Là cái gì em? Cái gì mà nó sẽ phản hồi cái đầu ra của hệ thống? Đầu ra của hệ thống ở trên trên này thì cho ví dụ nè, quá trời nè, cái gì? Sensor thôi. Chính xác ha. Đó chính là sensor em, trong tất cả các hệ thống về máy móc gì gì đó
cái sensor đó chính là cái thiết bị giúp chúng ta feedback, chúng ta hồi tiếp cái giá trị của output này nè về cho bộ phận controller. Ok không? Như vậy á, đó là một điều kiện feedback. Ok. Như vậy đó là cái khái niệm feedback. Vậy thì mình quay ngược lên cái khái niệm về bộ điều khiển mở em. Without using feedback, nó sẽ không sử dụng cái feedback. Mình sẽ không có cái đường nào về đây hết. Ok không? Mình sẽ không có cái đường nào về đây hết. Bộ điều khiển mở không có cái đường này em. Bộ điều khiển mở không có cái đường này. Đúng không? Nè, bộ điều khiển mở nó chỉ có vậy thôi. Nhưng bộ điều khiển mà có thêm cái đường feedback thì mình gọi nó là bộ điều khiển kín. Bộ điều khiển kín. Bộ điều khiển kín là nó sử dụng một cái gì đó để nó đo cái đầu ra của cái output này nè, của cái đối tượng của mình ấy. Sau đó nó feedback cái tín hiệu này về cho đến bộ controller. Và nó xử lý như thế nào thì tí nữa thầy nói tiếp, hoặc buổi sau thầy nói. Nhưng nó sẽ có một đường feedback về, hồi tiếp về. Vậy thì nó dùng ngay cái từ feedback này em, thì nó gọi là hệ thống này là feedback control system vẫn được. Nhưng hồi nãy trên thầy nói như vậy, nó gọi đây là một hệ thống hồi tiếp, cái hồi tiếp có nghĩa là feedback. Ok không? Như vậy sensor nó sẽ đóng vai trò là giúp để nó feedback cái tín hiệu đầu ra của cái đối tượng điều khiển về cho bộ controller. Rõ ràng không em? Em nhìn nè. Nếu nó là cái DC motor, cái angle. Làm thế nào để đo được cái angle của DC motor em? Ví dụ như là đó là cái motor mà nâng hạ kính thì nó sẽ không có cái để nó gì để nó đo angle được hết. Nhưng mà nó có một cái thiết bị này nè. Chắc các bạn thấy rồi. DC encoder. Thường thường cái DC motor á, một số loại mà nó trang bị thêm những cái encoder ở phía sau á. Thấy không? Là phía sau động cơ này nè. Thì em sẽ đo, ví dụ phía sau động cơ này nè. Thì em sẽ đo được cái góc của nó. Cái encoder nó có nhiều dạng, dạng Hall cũng có, nó có dạng quang cũng được. Dạng quang á, dạng quang thì nó giống như cái cảm biến quang ở trong hệ thống đánh lửa. Trong cái đèn cô hệ thống đánh lửa nó có một cái đĩa, nó gồm những cái rãnh. Cái đĩa nó gồm những cái rãnh và bên này có một cái led phát và bên có led thu. Thì cái rãnh này nó quay á thì nó sẽ tạo lên cái xung đầu ra của hệ thống như thế này. Và từ cái xung đầu ra này mình biết được cái góc. Từ cái góc này mình có tính được cái ra cái tốc độ luôn. Ok Như vậy á, cái encoder á, nó giúp mình là mình vừa đo góc và mình có thể tính ra tốc độ được. Temperatures. Gia tốc thì mình có cả biết gia tốc từ 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 trên này mình tính được gia tốc. Temperature rõ ràng là nếu anh muốn điều khiển quá nhiệt cho cái motor nó tắt thì anh phải kiếm một cái sensor để anh đo nhiệt độ. Ok không? Vibration, noise cũng vậy. Còn cái động cơ của mình nè, do torque và moment, thực ra torque và moment thì đây là cái đo đo gián tiếp nha. Vậy mình sẽ trên ô tô của mình nhé, mình sẽ không có một cái sensor nào để mình đo power và đo torque được hết. Angle mình đo được, cảm biến cốt máy á, crank shaft sensor á, và cái cốt cam mình đo được. Ok, đó là những cái phần giới thiệu của thầy về hệ thống closed loop. Ok. Thì ngày hôm nay thì thầy thấy mình giảng cũng hơi nhiều rồi. Thầy sẽ còn một loạt ví dụ nữa và thầy sẽ gửi video cho các bạn nhé. Nhưng mà thầy vẫn thích cái kiểu giảng nó online như thế này hơn là video, bởi vì thầy mình có thể tương tác được với nhau. Như trong ngày hôm nay mình chỉ kết thúc tại đây thôi tụi em. 2 giờ mình kết thúc tại đây thôi. Và hôm sau thì tụi em bây giờ cứ coi lại đi, tụi em sẽ không có bài tập gì cả. Và thầy sẽ gửi tiếp những cái video về các ví dụ tiếp theo luôn cho các bạn. Rồi, 2 phần rồi, các bạn nào đặt câu hỏi